Xin chào anh em, cùng cái lô loa Bose hàng mạnh đấu giá bên Nhật gửi về thì tôi có kèm cả một lô dây bãi, được có khoảng 3 chiếc dây thôi. Lô dây bãi đây, anh em nhìn thấy này. Dây này cực kỳ xịn sò luôn. Anh em có thể thấy là lõi nhìn thấy được luôn. Nghĩa là mình nhìn thấy lõi luôn. Đây. Lõi nó cái này nó gồm hai thành phần, có nghĩa là bên trong là lõi đồng và bên ngoài nó là một lớp bạc trắng ở bên ngoài, nó bọc bên ngoài dây bãi, đầu cực kỳ xịn luôn, đầu rất xịn luôn, đó. Dày dặn. Thế này anh em mua thì cửa hàng cũng bán gửi cho anh em được có 33 dây thôi, nó dài tầm hơn 1 mét, dài hơn 1 mét để cửa hàng đo rõ xem là nó dài bao nhiêu, dài khoảng bao nhiêu anh em nhé. Đầu xanh, đầu đỏ, rồi đầu đỏ, đầu trắng, rồi đầu kiểu này nữa này. Dây này lõi to thật luôn. Có nghĩa là ở bên trong là dây đồng, ngoài bọc bạc. Ngoài bọc bạc anh em nhé. Đó. Lõi này nó làm bằng vỏ nhựa trong lên mình nhìn thấy dây luôn. Dây sợi to kinh khủng luôn. Sợi to vật vã. Dây này thì cửa hàng báo giá cho anh em là 280 một giây đi. 280 một giây thôi. Gia định bán giá 300 thôi, 280. Coi như là để anh em thêm vào làm tiền ship. Cái này lõi nó đẳng cấp anh em nhé. Lõi rất đẳng cấp. Đó là dây bãi. Chưa lau chùi qua, cái này lau chùi qua thì sạch sẽ hơn. Tám một giây. Có 33 giây thôi anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng cả gói gửi cho anh em. Đấy, cái lô hàng này về kèm theo thùng này. Quay thêm này đây. Dây thì nó chia làm vế trái vế phải ra anh em nhé. Nghĩa là một bộ là gồm có hai cái sợi này. Đó. Hai sợi này. Dây cực kỳ mềm luôn, mềm nhũn. Mềm nhũn luôn. Mềm như kiểu bún. Xịn thật luôn. Dài 1m55 đến 1m6 anh em nhé. Tôi đo qua nó tầm 1m55 đến 1m6. Cứ cho là 1m55 đi. Đo chưa kỹ thì nó ra 1m55. Tôi đo vào cái thước vạch vạch tạm. Cũng khá hợp lý cái dây này về chiều dài, nó nghĩa là không ngắn và không dài. Thường thì tôi bán những cái dây bãi Đức tồn kho kia là 1m9 thì nó cũng khá dài, còn dây này khá gọn. Với kết hợp một cái là nó dẻo. Nó dẻo thì anh em uốn tròn lại để một hai vòng quá đẹp luôn. Dẻo. Mềm nhũn đấy. 280 giây. Coi như không bán 300, coi như bớt 200 để cho anh em lấy tiền ship nhá. Coi như không muốn bán giá 300 để 20.000 lại cho anh em coi như làm tiền ship, phụ vào làm tiền ship. Có 33 giây thôi anh em nhá. 33 giây thôi. Dây bãi Mỹ đấy. Dây bãi bên Mỹ đấy. Có đầu màu xanh và đầu màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Mềm nhũn. Cùng cái lô hàng bên Nhật gửi về đang bóc.